học ngay những từ vựng vô cùng hay gặp theo target PG 50-58 qua những câu raffle dictation có tỷ lệ ra cực kỳ cao với cô Amy nhé. Hello mọi người, lại là cô Amy đây. Welcome back to another video of PT Helper. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của nhà PT Helper. Và ở phần trước, cô Amy đã cùng nói với mọi người về từ vựng dành cho target 30, 36, 42. Nếu bạn nào chưa xem thì xem video trên đây nhé. Và đừng quên cho video này một cái like và nhớ đăng ký kênh, đồng thời bấm nút chuông lên để nếu có bất cứ video nào mới, các bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo nhé. Thì như cô đã nói ở đầu video, hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng theo target 50-58. Thì trước khi đi vào những cái demo nhỏ học từ vựng cùng nhau, chúng ta hãy cùng điểm qua lại những cái yêu cầu hoặc là những cái điểm cần lưu ý đối với lại PT 50-58 để cho các bạn học tốt hơn. Đối với target 50-58 này sẽ là một cái khoảng target nằm ở giữa, các bạn sẽ cần phải có một cái level tiếng Anh cũng gọi là tốt hơn rồi, chứ không còn thể nào mà foundation hoặc là kiểu quá đơn giản nữa. Cho nên các cái từ mà các bạn học cũng như là các bạn cần phải ghi nhớ, nó sẽ cần phải nhỉnh hơn về độ khó so với các target bên dưới, ví dụ như là 30, 36, 42, nhưng cũng chưa cần quá phức tạp tới mức độ như là trên 65, 79. Và các phần bài trong PT target 50-58 cần phải lưu ý giúp cho cô, đấy là: đầu tiên, trong speaking chúng ta sẽ có read aloud, repeat sentence, describe image, retell lecture. Đối với writing thì mình có summarization text và essay. Đối với reading chúng ta sẽ có phần đầu tiên reading and writing fill in the blanks. Phần tiếp theo đó là reading fill in the blanks, mà cái phần này cô hay nói là drag and drop đó. Rồi, còn trong listening chúng ta sẽ cần phải lưu ý đầu tiên đó là summarize spoken text. Phần tiếp theo đó là listening fill in the blanks. Phần kế tiếp là highlight incorrect words, và phần cuối cùng đó là write from dictation. Cô sẽ để bài viết về study plan ở bên dưới phần description, các bạn nhớ check out nhé. Ở trong bài viết đấy sẽ có phân tích cho các bạn biết là các cái phần chính là phần nào, phần phụ là phần nào và cần phải học như thế nào. Đồng thời với là có kèm một cái bảng cấu trúc điểm thi để các bạn xem được xem là các phần cô vừa mới mention vừa rồi thì phần nào nó sẽ chính hơn, phần nào nó sẽ cần phải học chi gọi là nhiều thời gian hơn, và các bạn chia thời gian để học từ từ, ok? Khi mà học từ vựng chúng ta sẽ cần phải có một quá trình. Đầu tiên là tiếp cận, rồi ghi nhớ, rồi ứng dụng, rồi là lặp lại. Đương nhiên phải có quá trình lặp lại nha. Và mọi người nhớ là khi học từ vựng đứng một mình thì nó sẽ khá là khó nhớ. Nhưng nếu đặt nó vào một trong một cái ngữ cảnh hoặc là đặt vào một câu nào đấy mà có nghĩa, các bạn sẽ dễ nhớ nó hơn. Và một cái mẹo học từ vựng nữa là thay vì chỉ nhìn mỗi cái mặt chữ đó không, các bạn nên tưởng tượng thêm cái hình ảnh liên quan tới cái mặt chữ đó nữa theo cái nghĩa của nó ấy. Rồi sau đấy là nghe, tập nói, thì vừa có hình ảnh vừa có âm thanh, chúng ta sẽ dễ nhớ từ hơn rất là nhiều. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học những từ vựng theo target 50-58 qua các câu raffle dictation có tỷ lệ ra cực cao cùng cô Amy nhé. Câu đầu tiên: our group is meeting tomorrow in the library conference room. Câu này chúng ta có một cái từ là conference. Conference thì cái từ này là cái âm phở ở giữa nó ngay rất là nhỏ. Các bạn thấy phiên âm rồi đó, cho nên là nhiều khi chúng ta sẽ bị mất đi cái âm này và các bạn không có viết lại được, cũng như là không có nhận ra được cái mặt chữ của nó. Cho nên cô đọc lại cùng với nhau nhé: conference, conference. Nó có cái âm phở phở nhẹ ở giữa đó. Câu từ này có nghĩa là hội nghị và sự bàn bạc. Rồi, một ví dụ khác: the conference was held as a great success. Cái hội nghị được coi như là một cái sự thành công cực kỳ là to lớn. Rồi, ok, câu thứ hai nhé: many graduates of journalism get jobs in the communications field. Ok, chúng ta có từ đầu tiên là các bạn cực kỳ hay đọc sai. Cái từ này nó vừa có danh từ vừa có động từ luôn. Đó là từ graduate. Graduate trong nghĩa của câu này nó sẽ mang nghĩa là danh từ, mà danh từ của từ này sẽ đọc là graduate. Cầm âm ợt nha mọi người, không phải là graduate nha. Graduate, graduate. Nó là cử nhân hoặc là sinh viên đã tốt nghiệp. Một ví dụ khác nhé: congratulations graduates, may all your dreams and plans turn to fulfillment and success. Câu này có nghĩa là chúc mừng tất cả những cử nhân, chúc cho tất cả những ước mơ cũng như kế hoạch của các bạn sẽ luôn luôn thành công nhé. Từ tiếp theo là từ journalism. Journalism, từ này có cái đuôi ism là đuôi rất là hay gặp trong PT nhé. Từ này mang nghĩa là danh từ nghề nhà báo, nghề viết báo. Một ví dụ khác: the ethics of journalism are much debated. Có nghĩa là cái đạo đức của cái nghề nhà báo này thì còn đang được tranh cãi rất là nhiều. Rồi,
Từ tiếp theo chúng ta cần lưu ý trong câu này đó là communications. Communications thì cái từ này có một danh từ các bạn hay biết, đó là communication không có S. Thì từ không có S nó mang nghĩa là sự giao tiếp, nhưng nếu có S vào nó sẽ mang nghĩa là ngành truyền thông, các bạn nhớ nha. Ví dụ evil communications corrupt good manners, có nghĩa là cái ngành truyền thông bẩn ý, thì có thể làm hư hỏng hư hại đi những cái con người có đức tính tốt, kiểu vậy. Rồi câu tiếp theo nhé. Supply and demand is one of the fundamental concepts of economics. Ok, từ đầu tiên nó là fundamental. Từ này giống như kiểu con cưng của PT vậy đó, các bạn sẽ gặp nó rất là nhiều. Nó mang nghĩa là cơ bản, cơ sở, chủ yếu. Đây là tính từ nhé. Rồi, ví dụ there is a fundamental difference between the two points of view. Có nghĩa là có một cái sự khác nhau khá là căn bản giữa hai cái ý kiến này. Từ thứ hai, chúng ta có concept. Concept là khái niệm, quan niệm, đây là một danh từ ha. Rồi, một ví dụ khác. The whole concept of responsibility was alien to him. Có nghĩa là gì? Toàn bộ cái khái niệm về tính trách nhiệm thì nó khá là xa lạ với anh ấy. Nó là một con alien mà, thấy không? Ừ. Tiếp, và từ thứ ba đó là economics. Từ này có tính từ là economic, là không có S, thấy không? Nhưng mà thêm S vô nó phải là danh từ, nó là nền kinh tế hoặc là kinh tế học. Gọi là economic, không phải là economic nha mọi người. Rồi, đã có một ví dụ khác. Political historians are often rather ignorant of economics. Có nghĩa là những cái nhà sử gia chính trị thì thường thường sẽ không có quan tâm lắm, không biết nhiều lắm về kinh tế. Rồi, câu thứ tư. Native speakers are exempt from language tests in their own language. Từ đầu tiên đó là native, thuộc về địa phương hoặc là kiểu tự nhiên hay là bẩm sinh. Rồi có ví dụ nhé, English is not my native language. Có nghĩa là tiếng Anh không có phải cái ngôn ngữ mẹ đẻ, không, cái tiếng địa phương của cô, không? Rồi, và từ thứ hai cực kỳ là hay nhé, đó là tính từ exempt, có nghĩa là được miễn trừ khỏi cái điều gì đó. Ví dụ, certain charities are exempt from VAT registration. Có nghĩa là một vài những cái tổ chức từ thiện thì được miễn trừ thuế VAT. Và câu recommendation cuối cùng. The nation achieved prosperity by opening its ports for trade. Ok, từ đầu tiên chúng ta có achieve, rất là hay gặp trong PT luôn, mang nghĩa là đạt được, giành được, hoàn thành cái gì đấy. Ví dụ, the only way to achieve the impossible is to believe that it is possible. Có nghĩa là cái cách duy nhất mà đạt được những cái điều không thể đó là hãy tin rằng nó có thể. Rồi, từ thứ hai đó là prosperity. Từ này rất hay nhé, mang nghĩa là danh từ sự thịnh vượng, sự phồn vinh hoặc là sự giàu có. Có ví dụ, prosperity makes friends and adversity tries them. Câu này có nghĩa là cái sự giàu có thì giúp cho bạn là kiểu có bạn bè đó, nhưng mà cái sự khó khăn thì sẽ thử thách những người bạn đó. Nó giống giống như cái kiểu câu là a friend in need is a friend indeed vậy đó. Một người bạn khi cần là một người bạn thật sự. Rồi và từ cuối cùng đó là trade. Từ này vừa có nghĩa danh từ vừa có nghĩa động từ, nhưng trong câu này mang nghĩa là danh từ nhé. Danh từ này mang nghĩa là thương mại, nghề nghiệp hoặc là sự buôn bán. Còn động từ nó sẽ mang nghĩa là kiểu giao thương, buôn bán ấy. Rồi, ví dụ trade between the two countries has increased. Nghĩa là sự thương mại, sự buôn bán, giao thương giữa hai quốc gia thì đã tăng lên. Ok, vậy là đó là những từ vựng trong video này. Cô gửi tặng cho các bạn bộ từ vựng theo Target PT 5058 ở dưới phần description. Các bạn nhớ check link ở bên dưới đó nhé. Và cô Amy hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!